Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau 2 tuần TPP hoàn tất đàm phán, thì kênh truyền hình VTV đã thực hiện 2 số đối thoại bàn về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam từ TPP, và chúng tôi cũng cung cấp khá nhiều các thông tin ngắn gọn, hữu ích cho doanh nghiệp từ việc là TPP đàm phán xong thì tiến trình tiếp theo sẽ như thế nào, bao giờ TPP có hiệu lực, cũng như những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả, và đó là lý do tại sao chúng tôi lại tiếp tục tổ chức chương trình đối thoại bàn về cơ hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam từ TPP. Và tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời: Tiến sĩ Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế; luật sư Trần Hữu Hình, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; ông Hoàng Mạnh Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng Phẩm Hồng Hà. Vâng, trước là rất cảm ơn 4 khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ngày hôm nay. Những khách mời, những chuyên gia hàng đầu có lẽ là nắm rất nhiều các thông tin, cả luật sư về TPP cũng như doanh nghiệp. Và trước khi chúng ta cùng bàn về những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam từ TPP, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây do phóng viên kênh truyền hình VTV thực hiện. Cái việc chúng ta tiếp cận với một cái thị trường lớn thì đó là cơ hội, nhưng tôi thì lại coi rằng đó là thách thức. Nó có hai điểm. Cái điểm thứ nhất ấy, là đây không phải là những cái thị trường hoàn toàn mới ở Việt Nam, đúng không ạ? Trong khối các nước ASEAN với lại Trung Quốc, với lại Nhật Bản, Hàn Quốc thì Việt Nam đều đã có các cái hiệp định, và cái mức thuế hầu hết là về không rồi. Trung bình của Việt Nam hưởng ở cái thị trường Mỹ sau BTA là nó giảm từ 40 đến trung bình khoảng 4%. Vậy thì việc giảm từ 4% xuống 0%, cái tác động nó không nhiều về mặt thương mại. Đây là cái hàm ý nó nằm ở sau của cái TPP mà chúng ta cũng ít nói đến. Đó là cái khả năng chuyển dịch thị trường của các yếu tố đầu vào của sản xuất, kể cả các yếu tố về nguyên nhân vật liệu, cũng như là các yếu tố thậm chí là liên quan yếu tố về lao động, hay là những yếu tố về cái hàm lượng tri thức như là các cái quyền về sở hữu trí tuệ. Và thậm chí là TPP còn động chạm đối với cái mảng rất lớn mà như là anh ấy đã nhắc về cái ý của anh Trương Đình Tuyển, liên quan đến không chỉ vào câu chuyện thể chế đâu, mà họ còn trực tiếp đi thẳng vào một cái vấn đề mà còn lẽ là cũng khá nhạy cảm đối với Việt Nam chúng ta, đó là vấn đề về mua sắm công, mua sắm của chính phủ. Thì là hàng loạt các những vấn đề như vậy, thì tôi cho rằng là có lẽ là cũng đã đến lúc chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn về các cái cam kết TPP. Cái ngành may của chúng tôi là chúng ta đã đàm phán TPP là cái đây là 5 năm. Và vừa rồi là gần là 12 bộ trưởng là đã cũng đã thống nhất được cái nội dung đàm phán. Thế nhưng mà thực chất là từ cách đây 2-3 năm thì đã có rất nhiều các doanh nghiệp may của Hàn Quốc, Đài Loan rồi Trung Quốc, người ta đã đầu tư vào Việt Nam và người ta sẵn sàng gọi bù lỗ để người ta chờ TPP được ký kết. Và khi TPP ký kết thì nếu doanh nghiệp Việt Nam anh không thực sự là một doanh nghiệp mạnh, và anh không thực sự hiểu sâu những tất cả các cái vấn đề về thương mại quốc tế, thì cái khả năng mà anh tồn tại và phát triển được thì thực sự là rất khó. Mặc dù là các cái ngành chăn nuôi nói chung thì bị ảnh hưởng, nhưng mà chăn nuôi bò sữa nói riêng thì là ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn có cơ hội được nhập khẩu thức ăn giống tốt với cái thuế suất về 0%. Đấy, thế nên là nói trong một từng ngành một đã có thuận lợi có khác nhau. Theo đánh giá của chúng tôi thì cái làn sóng đầu tư nước ngoài và Việt Nam sẽ tăng lên, và như vậy thì nhu cầu về nhà ở đối với các đối tác chuyên gia nước ngoài sẽ tăng lên. Nếu như mà không có một cái chút nào ý thức gì về hội nhập, chuẩn bị cho hội nhập, thì đương nhiên là sẽ loại khỏi cuộc chơi, nhưng đấy là cuộc chơi lớn. Còn cái cuộc chơi nhỏ ở thị trường nội địa, ở gọi là quanh quẩn phường xã huyện tỉnh đâu đấy, thì nó cũng sẽ không quá lo ngại, vì nước ngoài người ta cũng không dễ dàng gì người ta xâm chiếm, không dễ dàng người ta thâu tóm tất cả trong những cái năm trước mắt. Còn đấy là cái câu chuyện của nhiều năm sau nữa. Vâng, thưa các khách mời, như từ ban đầu tôi giới thiệu, đã có 2 số đối thoại về TPP được chương trình của kênh truyền hình VTV thực hiện, và cũng có một số thông tin ban đầu các khách mời đã phân tích về cơ hội
và thách thức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên hôm nay dưới góc nhìn của các khách mời là chuyên gia kinh tế, luật sư và doanh nghiệp thì là những cái cơ hội và thách thức nào cho doanh nghiệp khi mà chúng ta tham gia vào TPP ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Thành ạ. Có thể nói là với cái sân chơi TPP chiếm gần 40% GDP toàn cầu và khoảng 27% thương mại toàn cầu, thì đây là một cái bầu trời, là một cái sân chơi, là một cái thị trường vô cùng rộng, vô cùng đa dạng, vô cùng hấp dẫn. Và với TPP thì doanh nghiệp có rất nhiều điều kiện để mà thể hiện cái lợi thế so sánh của mình gắn với cái tiếp cận thị trường. Cái thứ hai tức là đây cũng là một cái sân chơi với rất nhiều những cái doanh nghiệp, với rất nhiều những cái định chế họ rất là cao cấp, họ có những cái chiếm những cái đỉnh cao về công nghệ, họ có năng lực về vốn, họ có những cái kỹ năng rất là tốt. Cho nên là bên cạnh cái tiếp cận thị trường thì ngoài cái thu hút đầu tư nữa ấy, thì còn là một cái cơ hội hợp tác, cơ hội để học hỏi rất là tốt đối với doanh nghiệp. Tất nhiên trong cái cuộc chơi này thì cũng có những lĩnh vực, cũng có những doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do cái năng lực cạnh tranh của mình, lợi thế so sánh của mình không bằng các đối thủ, không bằng những cái doanh nghiệp từ các cái nước khác. Nếu mà nhìn tổng thể như vậy thì có thể nói cái cách thách thức và cơ hội nó rất là đan xen. Cái cơ hội như tôi nói rất là lớn, nhưng mà làm sao tận dụng được cơ hội thì đấy có lẽ là cái thách thức lớn nhất. Cái thách thức thứ hai tức là đối với những doanh nghiệp và những lĩnh vực mà có thể tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập nói chung và TPP nói riêng ấy, thì anh làm sao điều chỉnh để giảm thiểu cái chi phí do cái tác động tiêu cực ấy. Cái nhóm thứ ba mà tất cả các doanh nghiệp đều phải làm rất ngắn với câu chuyện của anh Huỳnh ấy, tức là người ta gọi là chi phí thích ứng, chi phí tương thích với những cái đòi hỏi, với những cái điều tiết, với những cái cam kết cả về mặt pháp lý nữa. Như vậy thì nói một cách tổng thể thì cơ hội nó là cái có thể có. Thế còn cái thách thức chính là tận dụng được cơ hội, vượt qua những khó khăn và thích ứng với những cái đòi hỏi, những cái cam kết mới. Vâng, như vậy thì ông Thành cho là cơ hội và thách thức đang xen nhau. Và cái thách thức chính là làm thế nào để tận dụng được cơ hội, đúng không ạ? Đấy là lớn nhất. Vâng, và chị Lan nghĩ thế nào? Tôi tán thành rất nhiều điều ông Thành vừa nêu. Thực ra ông Thành đã nêu rất là đầy đủ. Nhưng tôi chỉ muốn nói theo một góc độ khác. TPP đến với Việt Nam có lẽ nó vừa đúng lúc mà Việt Nam đang rất cần thay đổi. Tôi nghĩ đối với doanh nghiệp thì những thay đổi ở Việt Nam trong thời gian tới trên hai khía cạnh thì nó sẽ mang lại những cái thực sự là những cái đà mới để thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển. Tôi nghĩ là đất nước mình đang đứng trước sức ép của hai cái sự thay đổi cần thiết. Một là bên trong, mình muốn hay không phải thay đổi thể chế kinh tế ở Việt Nam. Các doanh nghiệp ở tầng doanh nghiệp thì phải thay đổi cái cách làm ăn, cái cách tiếp cận thị trường. Thế còn cái bên, từ bên ngoài, một cái khía cạnh thứ hai là từ bên ngoài vào. Thì chúng ta đang không phải chỉ có TPP, cái nó đến cận kề sát nút chúng ta rồi là cộng đồng kinh tế ASEAN và một loạt những cái cam kết khác chúng ta đã có với các nước khác, và cái tiến trình thực hiện của nó có thể sớm hơn trước khi TPP bắt đầu được thực hiện. Thì như vậy là sức ép từ cả hai chiều đó nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Chúng ta hội nhập bước đầu tiên của cái việc tham gia ASEAN AFTA trước đây thì nó có vẻ cũng tương đối ổn. Cái hiệp định thương mại Việt Mỹ BTA thực hiện từ cuối năm 2001 thì mang lại rất nhiều những cái phát triển mới cho doanh nghiệp. Nó đi cùng lúc mà chúng ta có cái luật doanh nghiệp 1999 được thực hiện, và nó tạo cái môi trường, cái thị trường tốt để cho các doanh nghiệp phát triển tận dụng được. Nhưng mà WTO lúc bây giờ hào hứng bao nhiêu vào năm 2007, rốt cục có phải là đông đảo doanh nghiệp đã tận dụng được thời cơ của WTO đâu? Cũng không hẳn như vậy. Chúng ta có đạt được một số thành tựu sau WTO, nhưng mà chúng ta cũng hứng chịu không ít thách thức từ WTO. Thì như vậy chứng tỏ là cuộc hội nhập càng ngày càng sâu hơn hoặc rộng hơn thì doanh nghiệp Việt Nam có khi cũng hơi bị phần nào đó là đuối trong cái quá trình đó. Chứ không phải nhà nước cứ cố gắng đàm phán mở thêm thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được hết cơ hội đâu. Lúc nào thì chúng ta cứ có bất cứ một hiệp định nào cũng mừng rỡ nói là thêm cơ hội đầu tư, thêm cơ hội xuất khẩu. Nhưng rốt cuộc cơ hội đầu tư thì có, nhưng hầu hết lại là đầu tư nước ngoài, mang thêm cái thành quả tăng trưởng đầu tư. Xuất khẩu cũng vậy, hầu hết là các nhà đầu tư nước ngoài mang lại cái thành tựu về tăng trưởng xuất khẩu, chứ không phải lực lượng doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù số lượng tăng lên thường xuyên nhưng mà không có được cái chất lượng hoặc cái sức mạnh cạnh tranh cần thiết. Thế thì tôi cho là cái hội nhập tới đây, cái sân chơi của TPP nó hẹp hơn tương đối nếu mà nói về diện nước so với WTO.
nhưng mà cái đòi hỏi cao hơn của nó thì có lẽ nó đánh trúng vào cái điều chúng ta cần, là chúng ta cần về chất lượng chứ không phải luôn luôn chỉ cần về số lượng không thôi. Thành ra tới TPP tới đây thì đối với các doanh nghiệp là phải thực sự nghiêm túc xem lại về năng lực cạnh tranh, tập trung lại cái cách thức làm ăn của mình, chứ còn làm cứ dàn trải, cứ manh muốn, cái gì cũng muốn làm một chút thì nghe kể cả lớn lẫn nhỏ cũng sẽ không thể thành công được. Thì tôi cho cái hay của TPP đối với Việt Nam nó đúng lúc lúc này, đối với doanh nghiệp nó ở góc độ đó. Vâng, ông Vinh có thêm chia sẻ không ạ? Chúng ta biết là TPP người ta đặt cho một cái tên rất là trừu tượng, nhưng mà rất là hấp dẫn, là gọi là hiệp định của thế kỷ 21. Vậy thì cái khác biệt hay là nhìn nó từ góc độ thách thức, thuận lợi thì tiến sĩ Thanh và chị Chi Lan đã nói rồi. Thì nhìn từ góc độ thách thức thì cái lớn nhất là cái gì? Tôi nghĩ thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp là chính doanh nghiệp. Chính cái gọi là, như chị Lan có đề cập, cái gọi là chủ động của doanh nghiệp. Chúng ta nói đến WTO, chúng ta nói cộng đồng kinh tế ASEAN, v.v. Tất cả những thứ đó nếu mà đối chiếu lại khai thác á, thì may ra chúng ta chỉ có thể khai thác được 30% cái khả năng mà của thương mại mở cửa tự do, mở cửa của thị trường tự do để giúp cho chúng ta. Và qua vừa rồi chúng tôi đi tiếp xúc doanh nghiệp, chúng tôi thấy là họ cũng đón nhận những cái thông tin này thôi. Nhưng mà từ những cái thông tin đó để khai thác như thế nào để chuyển hướng thì chúng ta chưa làm được. Lấy ví dụ như là cái hiệp định hôm nay không nói về TPP, chúng ta quay trở lại cái hiệp định Việt Nam và Hàn Quốc. Có nhiều cái thị trường là mở cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam, và có lẽ sau Singapore thì chúng ta là nước thứ hai ký cái này thôi. Và mở cửa thị trường nông nghiệp Hàn Quốc, là tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là mở cửa rất mạnh. Sau 10 năm như vậy, thuế suất bây giờ có những mặt hàng là từ 400% quay về chỉ còn khoảng 15% thôi. Nhưng mà bây giờ hỏi là bây giờ có ai chuẩn bị động thái để mà khai thác những cái thị trường này? Đấy, chưa thấy ở đâu làm, chưa có một cái sự chuẩn bị gì hết. Và đấy là một điều để nói rằng là những cái mà chúng ta bàn đến vấn đề cơ hội, cũng giống như cách đây 10 năm trước bàn đến cơ hội của những cái hiệp định khác. Vâng. Rồi mãi mãi cơ hội là nó sẽ đi qua. Cho nên tôi nói thách thức lớn nhất là ở chỗ là mình có khai thác được cơ hội hay không? Vâng. Và nếu không thì vấn đề nó nằm ở đâu? Và theo tôi vấn đề nó nằm ở chỗ là người ta vẫn nói rằng là người Việt mình nhận được đến chân rồi mình nhảy. Vâng, có người bình luận là nhưng mà cũng tai nhảy đến đâu, nhảy đến cái cú nhảy nào cũng thành công cả. Nhưng mà tôi không biết là lần này có thành công không. Thì đó là cái ý thứ nhất tôi muốn nói về cái thách thức lớn nhất là chính chúng ta. Chúng ta có sử dụng được cái cơ hội đó để làm không? Và nếu mà khảo sát kinh nghiệm quá khứ, tôi thấy nó rất đáng để lo ngại về chuyện này. Cái thách thức thứ hai ấy, là những cái tiêu chuẩn của TPP rõ ràng là cao hơn nhiều rồi. Và rõ ràng bây giờ là những cái chi phí để, ngoài những cái chi phí để mà ra sản phẩm, ra dịch vụ đấy, bây giờ nó cao hơn rồi đó. Cùng với yêu cầu về môi trường, cùng với yêu cầu về điều kiện lao động, là những yêu cầu rất rất cụ thể. Và tôi nghĩ rằng là, như chị Chi Lan có nói đấy, 11 nước bây giờ họ soi vào mình. Đấy, 11 quốc gia họ kia họ soi vào mình. Những vấn đề về môi trường, về sở hữu trí tuệ, về cây gì, con gì, giống ở đâu, sở hữu trí tuệ có đăng ký hay không. Rồi vấn đề điều kiện lao động, đó đòi hỏi các doanh nghiệp về chi phí mà trong lúc doanh nghiệp chúng ta vừa và nhỏ rất là ít. Thì đấy là một cái điểm mà tôi nói là, nói TPP nó đòi hỏi một cái, đòi hỏi tiêu chuẩn cao là như vậy. Tiêu chuẩn cao thì phải chi phí lớn thì doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp nhỏ. Thì liệu có vượt qua được không? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là cũng cần phải tính đến. Chứ không đơn giản. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhìn thấy cái quá trình đấy thì vai trò của nhà nước và của tổ chức hiệp hội ngành hàng trong cả quá trình vừa rồi, của quá trình hội nhập là nói chung là không đóng được vai trò tiên phong để dẫn dắt các cái doanh nghiệp. Vậy thì sức ép từ doanh nghiệp lên các cái tổ chức đó, yêu cầu đối với nhà nước, yêu cầu các cái hiệp hội có đủ cái sức ép, đủ cái gọi là sự tập hợp để mà gây sức ép lên để cho các cái tổ chức như vậy họ dẫn dắt mình không? Hay là để như ta nói là để mà khai thác được hết các cái lợi thế đấy không? Tôi chưa nhìn thấy những cái dấu hiệu như vậy. Vẫn là rời rạc, vẫn là bị động, vẫn là càng ngày càng nhỏ dần và không có tổ chức. Thì đây là ba cái thách thức mà tôi nhìn từ phía là đối chiếu lại, tôi thấy là cần phải bổ sung. Vâng, doanh nghiệp có chủ động hay không ạ? Chúng tôi đã khảo sát rất là nhiều các doanh nghiệp ấy ạ. Và doanh nghiệp cũng nói lên những cái nỗi lòng cũng thực sự là cũng khó khăn đối với họ, chứ không phải họ không muốn chủ động đâu ạ. Có lẽ là hôm nay doanh nghiệp sẽ đại diện để nói lên tiếng nói chung của nhiều doanh nghiệp khác nữa. Vâng. Tôi cũng đồng ý với các ý kiến của các chuyên gia mà nói thôi. Thực ra thì vào TPP thì nó vừa có cơ hội vừa có thách thức. Thế nhưng ở góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi muốn nhìn cái việc này nó như là một cái cơ hội. Và tôi cũng rất đồng ý với cả ý kiến của cô Lan, tức là mình phải xem cái thách thức nó như một động lực để doanh nghiệp phải phát triển. Bởi vì hội nhập đó là xu thế rồi, mình không thể tránh cái việc đó được. Thế nhưng mà mình phải xem những cái thách thức đó nó là cái động lực để doanh nghiệp phải tự làm mạnh mình lên, phải cải tổ mình để làm sao mà thích ứng được khi mà mình vào TPP. Nếu không thì trong cái sân chơi hội nhập này mà các doanh nghiệp mà không chủ động thay đổi thì rất khó để
tham gia được cái thị trường lớn như thế. Thì tôi nghĩ là TPP đối với các doanh nghiệp nên mình nên tiếp cận nó theo hình thức chủ động, phải chủ động để làm sao coi như đó là một cái động lực để cho mình thay đổi, mình làm mạnh mình lên. Và nếu mà tham gia vào TPP muốn để nó là một cái lợi thế so sánh ở trong cái thị trường trung nội khối như vậy, thì các doanh nghiệp Việt Nam tôi nghĩ là cần phải phát triển những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, tức là cái thế mạnh của mình ở đâu thì mình phải tập trung nguồn lực vào để mà xây dựng mạnh lên. Ví dụ như là tôi sản xuất về văn phòng, tôi phải tập trung về công nghệ, tập trung về nhân sự, làm sao đấy để phát triển mạnh cái cốt lõi, cái ngành hàng chính của mình lên để làm sao mình tham nhập TPP nó tốt hơn. Vâng. Hoặc là những cái doanh nghiệp mà thương mại chẳng hạn, như anh Thành nói tôi cũng rất là đồng ý, tức là mình nếu mà cái trong cái cuộc chơi mà mình không có đủ khả năng để mà tham gia cái thị trường đó, mà những cái ngành hàng mà đang có cái xu thế phát triển tốt, lợi nhuận tốt, mình có thể đầu tư linh hoạt để đầu tư vào những cái lĩnh vực đó để làm sao cho nó phù hợp với cái cuộc chơi mới sau khi mà chúng ta các doanh nghiệp tham gia vào TPP. Và một việc nữa thì tôi nghĩ là để tận dụng được cơ hội hay là khắc phục được những cái không thuận lợi đối với doanh nghiệp ấy, thì các doanh nghiệp cũng rất cần sự hỗ trợ của nhà nước về mặt thông tin chẳng hạn. Tôi nghĩ là như vậy, mặt thông tin như cái WTO trước khi ra cũng đã nói rất là nhiều, nhưng mà khi mà nhập TPP thì tôi nghĩ là cái cuộc chơi nó sâu hơn nữa, và nó toàn diện hơn, thì các doanh nghiệp cũng phải cần có nhà nước hỗ trợ về mặt thông tin để cho hiểu hơn, kỹ hơn và nắm rõ hơn được luật chơi, và có những cái hỗ trợ về các hiệp hội cũng như là các tổ chức để làm sao mà các doanh nghiệp có thể vừa nắm bắt được thông tin nhưng đồng thời qua đó để nắm bắt được những cái cơ hội. Vâng. Để từ đó mà chủ động trong công tác hội nhập. Tôi xin hỏi cụ thể thêm một chút là riêng với doanh nghiệp của ông chẳng hạn, thì là cái việc tiếp cận các thông tin về TPP ấy, nó có khó khăn không ạ? Hay là nó cũng rất là dễ, rất là đơn giản để mà mình có thể tìm hiểu đối với một doanh nghiệp? Ra về thông tin về TPP thì gần như về phía doanh nghiệp chúng tôi đều chủ động hết. Đều phải chủ động hết. Tức là mình không có những cái một kênh thông tin hoặc là có những cái hỗ trợ để cho mình tìm hiểu về TPP. Tức là mình tự phải, tìm ạ? Mình phải chủ động, vâng. Chủ động trong cái việc đó. Tôi chỉ nói một ý về thông tin thôi. Thiếu thì cũng thật là thiếu, nhưng mà cũng không đến nỗi như thế nếu chúng ta thực sự là chủ động. Thế nhưng ví dụ như trên các trang web chính thức của các cơ quan nhà nước Việt Nam thì cũng nói khá là nhiều những cái bước đi. Tất nhiên là về mặt nguyên tắc thì trong quá trình đàm phán, không phải chỉ Việt Nam mà cả 12 thành viên và nhiều các cuộc đàm phán khác cũng vậy, là không được tiết lộ thông tin, đấy là nguyên tắc. Thế nhưng mà nếu chúng ta quan tâm thì cũng rất nhiều cách chúng ta có thể hiểu được cái bản chất, hiểu được những cái luật chơi, những cái trò chơi chính trong ấy. Và nhiều kênh thông tin là bên cạnh chính thức thì kênh thông tin của VCCI chỗ anh Huỳnh đây cũng rất là nhiều cái thông tin bổ ích, rồi các cuộc hội thảo, các seminar, đúng không? Rồi thì mình nhìn các cái hiệp định mà đặc biệt là Mỹ ký với các nước khác, FTA của Mỹ đã từng ký như với Hàn Quốc thì vân vân, rồi những cái tiết lộ thông tin như của Wiki chẳng hạn, thì mình cũng nắm được khá là nhiều những cái vấn đề là bản chất của cái cam kết trong TPP. Tuy nhiên cái mà tôi muốn đề cập hơn ấy là cái cách đưa thông tin, cách đón nhận thông tin để làm sao cái thông tin ấy nó hữu ích nhất. Thế thì kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như là trong quá trình tìm hiểu thì tôi thấy rằng là cái thông tin mà doanh nghiệp còn thiếu ấy là hiểu đúng cái bản chất của câu chuyện. Tại vì người ta biết có thể 80 trang nhưng mà nếu mình hiểu đúng bản chất câu chuyện ấy, thì nó cũng quanh quẩn chỉ 1-2 trang thôi. Thế còn đi vào chi tiết thì nó lại câu chuyện khác. Nhưng đầu tiên phải hiểu được cái bản chất của luật chơi của cái trò chơi đấy. Thì đấy là một cái cách đưa tin thông tin rất là quan trọng, chứ không phải chỉ đọc khoảng 70-80 trang này. Ví dụ WTO thì nó có những nguyên tắc rất là đơn giản, thế nhưng mà đi vào cụ thể thì nó xem ra lại có vẻ rất rắm rối. Cái thứ hai nữa ấy, và để hiểu được ấy, thì bao giờ đặc biệt là với người Việt và doanh nghiệp Việt ấy, là một nghiên cứu tình huống cụ thể. Nói hơi quá một chút, chúng ta đọc luật giao thông, chúng ta xem rất cả các hình thì nó hoa hết cả mắt này. Thế nhưng mà ra mà va vấp phải một cái mà bị công an phạt ấy, có một cái nghiên cứu tình huống là nhớ lắm. Và như đến lúc va vấp rồi thì cho nên là không, cho nên là cái nghiên cứu tình huống, cái chia sẻ của những doanh nghiệp đã trải nghiệm, có thể không phải trong TPP mà trong một cái hiệp định nào đấy, qua cái trò chơi là mình sẽ, thì cái đấy là cái cũng còn rất là thiếu ở Việt Nam, những cái trường hợp nghiên cứu tình huống điển hình của người Việt. Và không nữa, cái thứ ba tức là cái đưa thông tin của mình thường là phổ cập, là đại chúng, mà mình chưa phân nhóm được. Mỗi một doanh nghiệp ở một số lĩnh vực nó có những cái điểm
khác biệt bên cạnh cái tổng thể nói chung. Thế thì làm sao với những cách đưa tin như vậy, bằng những phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức khác như seminar, hội thảo, bằng cách trên website ấy, thì và đặc biệt là tăng cái tương tác nhà nước doanh nghiệp, và đặc biệt là hiệp hội nhà nước với doanh nghiệp, và cái cách đưa tin như thế thì tôi nghĩ là thiết thực hơn, và chúng ta học được rất nhiều bài học về cái truyền bá thông tin ở Việt Nam. Tôi phải mở ngoặc, cá nhân tôi cũng tham khảo tiếp xúc với nhiều nước ấy. Về mặt gọi là lượng thông tin ấy, thì Việt Nam không thua kém nhiều nước đâu, không thua kém đâu. Thế nhưng mà làm sao để cái thông tin nó thiết thực thì lại là câu chuyện. Tôi đồng ý với những điều anh Thành vừa nói. Thực ra đối với các doanh nghiệp hay là nói chung đối với xã hội thì tôi nghĩ là người ta cần hai loại, chứ không phải là chỉ một cái thông tin chung chung như chúng ta thường đưa ra. Trung tâm Thương mại Quốc tế, Trung tâm Thương mại Thế giới ITC đấy, thì họ thường hay phân biệt ra một cái dòng gọi là information, là những thông tin nó tương đối là phổ cập, nó thông thường, ai cũng có thể lấy được trên mạng hoặc là trên các ấn phẩm khác nhau. Nhưng mà cái loại thông tin thứ hai quan trọng hơn là nó là intelligence, tức là những thông tin sâu. Intelligence là những thông tin sâu, cũng một cái thông tin đó nhưng mà phải có phân tích, phải có đi sâu vào, thì như vậy mới giúp được cho các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể. Cái mà chúng ta thường thiếu nhiều nhất là những thông tin sâu. Những thông tin sâu đó thì hiện nay có thể tìm kiếm ở đâu? Một phần thì ở những chỗ như Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương của anh Võ Chí Thành làm rất nhiều nghiên cứu. Một cái nguồn thứ hai nữa là các tổ chức hiệp hội. Tôi rất đồng tình với những điều anh Huỳnh nói, bởi vì không thể là từng doanh nghiệp riêng lẻ làm nghiên cứu riêng của mình được, cũng không thể cái gì cũng bê lên các viện bảo các ông nghiên cứu cho tôi được. Đúng. Mà các hiệp hội doanh nghiệp phải là người chủ động. Đúng. Họ là cái người nắm được trong lĩnh vực này, trong ngành này đang làm cái gì, đang vướng cái gì, đang thiếu cái gì, nhằm vào thị trường nào. Không phải TPP là rồi mình sẽ, ví dụ như xuất khẩu cùng mặt hàng văn phòng phẩm của anh không phải đi cả 11 nước chứ đâu, sẽ chỉ có một vài thị trường trọng điểm không thôi, đúng không? Và ngay cả trong cả nhiều dòng sản phẩm của anh, có thể là sản phẩm này, cái bút chẳng hạn đi thị trường A, cái sách vở thì đi thị trường B, vân vân. Thành ra cái yêu cầu sâu của doanh nghiệp thì hiệp hội doanh nghiệp phải là cái người có thể nắm được nhất. Nếu như chưa nắm được thì cái đó là lỗi của các hiệp hội, cũng một phần nữa là các doanh nghiệp trong hiệp hội chưa gây ra đủ cái đòi hỏi cho các hiệp hội làm được đó. Thì tôi cho đây là cái điều rất cần. Và khi mà tập hợp cùng với nhau trong các hiệp hội thì cũng vẫn có thể cùng nhau bỏ ra một cái ngân sách nhất định. Đúng không? Các doanh nghiệp chung lại để mà làm nghiên cứu. Kinh doanh. Cái đó cũng là một cái nguồn để nuôi sống cho các hiệp hội hoạt động. Và nó cũng là một cái để cho các doanh nghiệp, các hiệp hội có thể tự tạo mình ra cho mình một cái cách hoạt động năng động hơn. Tức là mình sống bằng các dịch vụ mình cung cấp cho hội viên, chứ không phải ngồi trông chờ nguồn hội phí đóng hàng năm, nó sẽ không bao giờ đủ. Hoặc là ngồi để chờ nhà nước cho mình. Tôi không thích một chút nào cái tư duy là hiệp hội doanh nghiệp mà lại còn muốn chờ ngân sách hỗ trợ. Cái đó thì các hiệp hội doanh nghiệp rất nên rút khỏi điều đó. Nhưng mà chừng nào mà họ làm tốt được các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ đó, thì như vậy là các hiệp hội còn có chỗ sống, có đất sống. Và không những là cung cấp thông tin, từ đấy tiếng nói của hiệp hội mới lên được. Chứ còn cái điều tối thiểu là cung cấp thông tin hoặc phân tích cho doanh nghiệp anh không làm nổi, thì làm sao đòi hỏi có tiếng nói của mình vào chính sách, vào luật pháp được. Cái thực tiễn cần nhất anh không có được, thì làm sao khi mà anh đóng góp người ta có thể tin cậy được với những ý kiến của anh đưa lên. Chưa kể là đến những cái việc mà rồi phải tranh cãi với bên ngoài để bảo vệ quyền lợi cho mình. Những cái vụ ví dụ như người ta sẽ phản pháo mình, người ta soi và cho là mình vi phạm cái này cái khác. Thì cái đó là vai trò của hiệp hội rất lớn. Nhưng một cái loại hình thứ ba nữa tôi nghĩ là có cơ hội rất lớn để phát triển, đấy là các dịch vụ phục vụ kinh doanh. Trong đó có các dịch vụ thông tin, dịch vụ nghiên cứu, dịch vụ phân tích, dịch vụ đào tạo hoặc là phổ biến vân vân, để tư vấn cho doanh nghiệp kể cả về góc độ pháp lý cũng như góc độ kỹ thuật. Nhiều lắm. Cái này đang diễn ra rồi. Đang diễn ra rồi, nhưng mà cái mức độ cung cấp cho đến nay của cái khối doanh nghiệp làm các dịch vụ này nó vẫn bị một cái là cứ hơi bắt chước nhau và chỉ làm hạn hẹp trong một số những cái nhất định thôi, không chịu làm sâu. Nói chung là hầu hết các nơi cung cấp dịch vụ đó vẫn là đang là cái đầu mối. Ví dụ như họ mời ông Võ Chí Thành đi để đến để nói chuyện cho doanh nghiệp, chứ bản thân họ cũng chưa có được năng lực làm cái đó. Thì tôi nghĩ là rất cần là tăng cường cái khả năng của các tổ chức dịch vụ đó đi. Bởi vì ở các nước ấy, thì cái hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ấy là một hệ thống rất phát triển và cũng là một cái đất sống cho rất nhiều người. Cũng là kinh doanh, đất sống cho những nhiều người có trí tuệ, có khả năng tổ chức
và bám sát được thị trường. Vâng. Đấy cũng là kinh doanh, thì tôi cho là nên đặt vấn đề thông tin này nó thành ba cơ hội cho vâng. nó thành cơ hội cho ba loại đó, nhưng vâng. mà trong khi nó là thách thức của doanh nghiệp thì nó là cơ hội vâng. cho ba loại hình tổ chức đó để phát triển lên vâng. và phục vụ trở lại nhu cầu của doanh nghiệp. Tôi thì trước hết là tôi bổ sung ý của chị Lan về vai trò hiệp hội, chúng ta hồi nãy có nói đến chuyện đó. Tôi nghĩ nếu mà không củng cố cái vai trò của hiệp hội thì chúng ta không chỉ đơn thuần là thông tin đâu, vâng. mà chúng ta sẽ thiếu rất nhiều cái công cụ để khi cần thiết thì bảo vệ chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là vấn đề phòng vệ thương mại chẳng hạn, các cái vụ kiện bán phá giá, vụ kiện về phòng tự vệ, rồi trợ cấp ở cho hàng xuất khẩu của Việt Nam ở nước ngoài, rồi trên cái thị trường Việt Nam hiện nay, mà nếu mà không có hiệp hội thì từng doanh nghiệp đơn lẻ người ta không biết làm gì. Cái ý thứ hai mà tôi cũng muốn đề xuất ở đây là các hiệp hội bây giờ tổ chức theo kiểu hành chính và chủ yếu là hành chính hóa cái hoạt động của hội, rồi thì nhà nước hóa, tức là muốn như chị Lan nói là muốn xin thêm một ít kinh phí để trụ sở. Tất nhiên nếu có điều kiện thì làm để gọi hỗ trợ cho hiệp hội được, nhưng mà đấy không phải là con đường lâu dài. Nhưng mà điều quan trọng nhất tôi muốn nói ở đây là tính chất của các hiệp hội hiện nay ấy, là đáng không nó không phản ảnh được cái thực tế của thị trường. Ở chỗ là tất cả những cái gì có liên quan, thí dụ như là văn phòng phẩm chẳng hạn, hay là toàn bộ gì đó thì anh là vào một hiệp hội. Thép thì là sản xuất thép của ông ấy, xuất khẩu cũng vào cái hiệp hội đấy, nhập khẩu cũng vào ông đấy, sản xuất cũng ông đấy. Mà hiệp hội bây giờ là nó phải đến mức là lợi ích của nó là phải đến rất cụ thể. Ví dụ hiệp hội của nhà sản xuất thép, nhưng mà có những hiệp hội của những nhà nhập khẩu thép, lợi ích của họ nhiều khi lại là đối lập, xung đột nhau. Rồi có những nhà xuất khẩu nữa. Thì đây rõ ràng là lợi ích xung đột, mà theo quy định của pháp luật đó, là trong một ngành hàng nào đó đã có một hội rồi là không được thành lập thêm hội thứ hai. Chính vì có tính chất là nhốt chúng một chỗ cho tất cả những hội viên của mình, mà lợi ích nhiều khi xung đột với nhau, cho nên không ai để ý đến hội nữa. Không có tiếng nói chung. Không có một cái tiếng nói thì luôn luôn cố gắng đi tìm mẫu số chung là một câu chuyện, nhưng mà ở đây rõ ràng là lợi ích phải sát sườn. Đối với các nhà sản xuất thép, mà thì người ta quan tâm nhất là sắp tới những cái nhà đầu tư nào sẽ đổ bộ vào thép ở Việt Nam này và thách thức ở đấy là thế nào. Nhưng mà đối với nhà mà ta gọi là những nhà nhập khẩu thì lợi ích nó lại khác đi. Họ sẽ khai thác ở mức tối đa. Nhưng mà nếu luật pháp chỉ quy định rằng là trong một hiệp hội ngành hàng được hiểu theo thế, chỉ được thành lập một hội, thì đấy là một cái điều mà chúng ta không bao giờ phát triển được hội. Mà không phát triển được hội thì như tôi nói, như chị Chi Lan nói là vấn đề khai thác thông tin là không chuyên nghiệp. Và nó làm tăng thêm cái gánh nặng cho các doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng có công cụ để mà bảo vệ. Ý thứ hai thì ở Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi nói là cũng nằm trong cái nhóm, tức là các cái tổ chức hiệp hội, nhưng cũng hiệp hội chung cả. Vâng. Cho nên câu hỏi của các hội viên là họ rất đa dạng, từ cái người chăn nuôi cho đến tận cái ông sản xuất thép, từ người dệt may cho đến tận là những cái người mà gọi là nhập khẩu phân bón nam. Nói chung là rất đa dạng. Mà đã đa dạng như vậy thì thông tin cũng chỉ cung cấp đến mức gọi là thông tin chung thôi, thông tin cơ bản thôi. Chứ còn chúng tôi hết sức khuyến khích các cái cuộc trao đổi, các cái thảo luận, và cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn cho các hiệp hội ngành hàng. Hỏi cụ thể từng ông một, thí dụ như cái ông mà vật liệu xây dựng, thì ông chủ tịch hiệp hội vật liệu xây dựng bảo chúng em bây giờ là yên tâm rồi, có thể cạnh tranh được rồi. Kể cả TPP mà kể cả cộng đồng kinh tế ASEAN. Nhưng mà ông có phát biểu như vậy thì mình cũng biết như vậy, nhưng mà ông có thực sự là nắm sát hội viên không để nghe tiếng nói của ông thì lại là một câu chuyện khác. Bởi vì có thể ông nói như thế có nghĩa là nhập khẩu về chẳng hạn, thì cũng là để đáp ứng thị trường, nhưng mà thực ra chúng ta đang mong muốn xuất khẩu và mong muốn sản xuất để thay thế. Thì tôi nghĩ như thế, để nói về mặt thể chế mà nói, thì cái chủ thể thứ hai thì tôi hiệp sức là mong muốn rằng là chúng ta không phải chỉ có 300 hiệp hội như bây giờ, mà phải đến mức là các ngành hàng của WTO có bao nhiêu ngành hàng, rồi bắt đầu mình chia nó ra, thí dụ như là có đến 144 phân ngành dịch vụ, thì chúng ta cứ phải nhân ra, rồi ở trung ương này, rồi ở địa phương này thì nhiều lắm. Và đấy lực lượng tôi nghĩ là rất là tốt. Chứ còn thì làm các viện thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái viện rồi thì cũng làm theo cơ chế của nhà nước, rồi thì đôi khi thì nhà nước cấp ngân sách thì cũng hạn hẹp, phải để cho thị trường họ giải quyết vấn đề của thị trường. Và trong thị trường này thì ngoài vấn đề yếu tố là các doanh nghiệp tự làm, thì có một cái yếu tố thứ hai, cái chân kiêng thứ hai là các tổ chức xã hội nghề nghiệp, thì làm cái điều này tôi nghĩ là vẫn tốt. Nghe thường thì tưởng là xa, thực ra thì trước khi mà tổ chức chương trình về TPP ạ, rất nhiều các doanh nghiệp nói với chúng tôi là rất mong VTV tổ chức một chương trình về hiệp hội ạ, về vai trò để mà có thể vì hội nhập mà họ rất là mong muốn cái tiếng nói, cái vai trò hiệp hội nó tốt hơn như các nước ạ. Không biết là riêng có thể là doanh nghiệp chia sẻ một chút về cái câu chuyện đó. Tôi hoàn toàn nhất trí với cái quan điểm đó, vì các doanh nghiệp kinh doanh nói chung thông tin rất là quan trọng. Anh có đánh giá được cơ hội, đánh giá được rủi ro, hay có tìm hiểu thị trường thì anh phải có thông tin. Mà cái ý kiến cô Lan nói tôi rất là ủng hộ thôi, bởi vì cái thông tin, ngoài cái thông tin chung chung ra thì tiếp cận nó rất là dễ rồi. Nhưng vấn đề thông tin về chuyên sâu, ví dụ trong ngành hẹp của một cái phạm vi nào đó,
là anh doanh nghiệp anh phải nắm được, thì em mới phân tích được, đánh giá được, và với có cái kế hoạch cho cái việc mà phát triển mở rộng thị trường của anh, hoặc là có kế hoạch để mà nhập khẩu, thì đều phải có cái thông tin. Và cái tổ chức hiệp hội doanh nghiệp thì thực sự là nói như anh Huỳnh, tôi rất là đồng ý, tức là ở trong mỗi cái hiệp hội đó nó không được xung đột về quyền lợi, phải chung cái quyền lợi thì mọi người mới có thể xây dựng hoặc là có một ý kiến nó chung được. Hoặc là trong cái hiệp hội đó phải hỗ trợ được doanh nghiệp trong cái hiệp hội, trong cái thành viên trong cái hiệp hội đó, hoặc là kêu gọi những cái doanh nghiệp, anh phải có hình thức cơ chế hoạt động nào đó để kêu gọi những cái doanh nghiệp cùng trong cái mục tiêu đó, hoặc là cùng trong cái quyền lợi đó, để mở rộng cái hiệp hội ra, để mình xác định được các doanh nghiệp trong cái hiệp hội đó, họ xác định được cái nhu cầu của họ, và cũng thông tin cung cấp cho bản thân trong cái hiệp hội thôi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong hiệp hội nó cũng phải khác nhau. Bởi vì trong hiệp hội đó có những doanh nghiệp đã có quy mô lớn rồi, cần những thị trường lớn hơn, cần mặt hàng lớn hơn, nhưng mà có những doanh nghiệp họ rất nhỏ, họ chưa bao giờ tham gia những cái thị trường xuất khẩu hoặc là nhập khẩu cả. Vậy thì họ muốn làm được đó thì họ phải cần những thông tin gì, thì mình phải có những cái phân loại thông tin và cái cách thức truyền đạt thông tin như là đó trong hiệp hội cũng như cái doanh nghiệp ngoài hội, để họ có thể nắm bắt được cái cơ hội và tận dụng cái cơ hội nó tốt hơn. Nếu không trong cái nền kinh tế mà hội nhập sâu như này mà thông tin mà không đầy đủ, không chính xác, hoặc là không chuyên sâu trong cái lĩnh vực của một cái doanh nghiệp đó, thì tôi nghĩ là doanh nghiệp rất khó có cơ hội để mà tận dụng, không có cái cơ hội để mà tận dụng những cái cơ hội khi mà chúng ta nhập TPP, cũng như là những cái xử lý những cái thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian tới. Vâng. Tôi khẳng định lại là TPP mang đến cơ hội. Với điều mà Thứ trưởng Khánh nói là hoàn toàn chính xác, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng cơ hội không tự nó biến thành lợi ích, không tự nó biến thành sức mạnh của thị trường, mà thông qua hoạt động chủ thể. Chủ thể là doanh nghiệp, chủ thể là người dân, và đặc biệt chủ thể là nhà nước. Và tôi đang rất lo cho nhà nước chứ không phải doanh nghiệp. Tôi cũng lo cho doanh nghiệp nhưng mà lo nhiều hơn là nhà nước. Với bộ máy doanh nghiệp nó bị sức ép cạnh tranh, nó buộc phải lên vươn lên. Có anh nó sẽ chết nhưng có anh nó trưởng thành. Những cái bộ máy chảy nước chi trễ thì này cực kỳ nguy hiểm. Xuất khẩu của Việt Nam ấy thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy từ cái lịch sử hội nhập kinh tế của Việt Nam ấy. Khi chúng ta bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Mỹ, thì cái tăng trưởng về xuất khẩu của chúng ta sang Mỹ và nước phương Tây đã tăng lên rất là nhanh trong từ những năm 90 chẳng hạn. Thế và sau khi chúng ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta cũng tăng. Việt Nam là một cái nước mà có một cái cơ cấu hàng lao động và sản xuất hàng chế tạo là khá tương đồng với Trung Quốc, và cái cơ cấu TPP thì nó là có cho phép Việt Nam có một cái cơ hội có thể thay thế Trung Quốc, ví dụ là một cái vị trí để thay thế Trung Quốc trong việc trở thành nhà cung ứng cho các cái thành viên nội khối. Chúng tôi đang chờ đợi rất nhiều cơ hội từ thị trường Việt Nam, đặc biệt là các ngành dệt may và nông sản. Từ lâu chúng tôi đã có những đầu tư ban đầu vào thị trường này, nhưng do vướng bận thủ tục, còn bây giờ thì khi TPP hoàn tất, tôi nghĩ đây không còn là trở ngại. Chúng tôi đánh giá rất cao về sự phát triển của cái thị trường này, bởi vì dân số của người Việt Nam đang là khoảng 90 triệu mà cũng sẽ phát triển tới gần 100 triệu dân ấy. Như vậy là số người cũng như là cái độ tuổi của người Việt Nam là còn rất là trẻ. Nên đó là và theo cái thống kê thì bây giờ thì sự phát triển của ngành bán lẻ thì đang phát triển rất là rực rỡ, và nó là một cái sự ưu điểm nhất của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, thưa các khách mời, chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện của TPP là chủ đề chính của ngày hôm nay. Rõ ràng vừa nãy thì chúng ta cũng đã bàn sơ bộ một số thông tin rồi ạ. Thì bây giờ TPP mới là hoàn tất đàm phán đúng không ạ? Thì có thể là các khách mời là các chuyên gia kinh tế, các luật sư hàng đầu rồi ạ, cung cấp thêm cho doanh nghiệp những cái điều mà cần thiết nhất về TPP trong thời điểm này ạ. TPP là một cái hiệp định thế hệ mới, một hiệp định chất lượng, có thể nói là trong các hiệp định FTA mà đã kết thúc đàm phán thì đây là hiệp định chất lượng cao nhất. Thì chúng ta nhớ rằng là nó có 3-4 điểm cơ bản nhất. Thứ nhất là nó cũng lại là một cái hiệp định FTA, cho nên nó phải mang cái tính truyền thống tự do hóa thương mại, hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Và nó cũng giống như các FTA khác, nhưng mà mức độ cam kết là sâu sắc hơn, mức độ mở cửa là lớn hơn. Cái chiều cạnh thứ hai của hiệp định TPP này là nó liên quan rất nhiều đến những cái điều tiết, đến những cái chính sách trong lòng một quốc gia. Người ta gọi là những chính sách sau đường biên giới. Nó không phải chỉ hàng rào thuế quan, phi thuế quan, mà nó rất nhiều vấn đề khác nữa. Đấy. Mà trước kia, ta hay nói nôm na là cái quyền
của mỗi nước được quyền quyết định, thì bây giờ cái quyền ấy trong một chừng mực khá là cao là anh cũng phải có luật chơi chung, có cam kết. Ví dụ như doanh nghiệp nhà nước, ví dụ như cạnh tranh, ví dụ như là mua sắm chính phủ, ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như thương mại điện tử. Cái nữa cũng không kém phần quan trọng, tức là cái cách đàm phán, cái cách thức đàm phán và cái cách thức giám sát và xử lý tranh chấp. Và ví dụ như là xử lý tranh chấp thì đấy, và quay lại câu chuyện có thể vai trò hiệp hội, vai trò của các tổ chức xã hội là nâng cao rất là nhiều bên cạnh, và nhà nước và doanh nghiệp là rất bình đẳng trong các vụ kiện cáo, trong xử lý tranh chấp. Đấy, thì có thể nói đây là những cái đặc trưng rất là cơ bản của cái hiệp định TPP này. Và đã có những cái bản dịch chưa chính thức, 30 chương cơ bản của TPP. Tuy nhiên là tôi cũng phải nói là đọc cả tiếng Anh và tiếng Việt, và đọc cái gọi là sơ lược ấy thì cũng khá là khó hiểu. Đó chính là lý do tại sao mà tôi hỏi ông Thành ạ, bởi vì ông Thành nói từ 80 trang có thể co lại thành một trang là cơ bản. Đó chính là những cái một trang cơ bản mà ông Thành nói đúng không ạ? Đấy, chưa được một trang, bởi vì nếu nói sâu một chút thì phải thêm một chút về nguyên tắc. Nhưng mà sao đấy là tuy nhiên khái niệm, tôi nghĩ cũng là rất là ngắn gọn cho doanh nghiệp ạ. Bà Lan có chia sẻ thêm với doanh nghiệp ạ? Vâng ạ. Thực ra thì có một cái nghiên cứu cũng ở VCCI làm, của chị Phạm Thu Hằng chủ trì đấy, tổng thư ký phòng thương mại chủ trì, thì cũng cho thấy là thế này: hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành lên và hoạt động cho đến bây giờ, mục tiêu số một của họ vẫn là câu chuyện mưu sinh. Đấy là một phương tiện để sống thôi, chứ chưa phải là một phương tiện để phát triển. Nếu như chúng ta hội nhập mà mang theo cái tâm lý thôi thì mình cố gắng để mà tồn tại được không thôi, thì có lẽ không có động lực để thúc đẩy phát triển lên được. Hai nữa là cũng chỗ chị Hằng đã cho thấy qua cái nghiên cứu cùng với một tổ chức của Anh làm về cái GEM đấy, đánh giá về ý chí kinh doanh ấy, thì cũng cho thấy là điều tra người Việt Nam thì thấy là tinh thần kinh doanh của người Việt Nam là thấp so với người ở các nước xung quanh. Ví dụ như con số so với Thái Lan chẳng hạn, thì một nửa người Việt Nam là có một cái tinh thần kinh doanh như người Thái Lan thôi. Tức là mức độ chỉ bằng một nửa so với người Thái Lan thôi. Mà nếu mà tham gia hội nhập toàn cầu, mà công cuộc hội nhập cạnh tranh ở đây chủ yếu là về kinh tế, về thương mại, mà tinh thần kinh doanh cũng lại thấp, thì có lẽ nó cũng trở thành một cái nhân tố cản trở không ít. Ở đây nó có những yếu tố về tâm lý hoặc là tâm trạng của các nhà kinh doanh, văn hóa của người Việt Nam. Nhưng nó cũng có những vấn đề hoàn toàn không kém của cái môi trường kinh doanh mà chúng ta đang sống, của cả cái bầu không khí xã hội đang tạo ra cho các nhà kinh doanh. Thường đòi hỏi người ta và đặt lên người ta rất nhiều sức ép. Và nếu mà chính sách cứ thay đổi xanh xoạch thì doanh nghiệp không thể nào làm dài hạn được hoặc nghĩ dài được. Người ta sẽ phải lo đối phó với những chính sách ngắn hạn. Chứ người ta không thể có tâm trạng nào mà làm cái dài hạn được. Đấy là cũng là những cái điều rất là then chốt. Hoặc là cái quyền sở hữu của người ta không được bảo đảm thực sự thì ai dám bỏ hết cả công sức tiền của vay mượn ra để đổ vào một cái đầu tư mà có thể một ngày nào đó bị một cái quyết định nào đó nó tước đoạt đi của mình. Thế đấy cũng là những cái điều rất là căn cơ cần phải xem đến. Và tôi nghĩ là ở đây chúng ta đang nói đến doanh nghiệp nhiều và đang nói đến doanh nghiệp phải làm gì, nhưng tôi cho là các cơ quan nhà nước phải khẩn trương hơn rất nhiều. Chứ nếu không thì nhiều khi tôi nghĩ rất là trân trọng và đánh giá rất cao cố gắng của những người đi đàm phán. Phải nói người ta gầy mòn đi, người ta bạc tóc đi vì tất cả cái quá trình đàm phán rất là gian nan vất vả như thế này. TPP là 5 năm trời rồi, đấu với những cái nền kinh tế lớn như vậy, với những cái nước mà phải nói là nhiều khi cái thái độ ban đầu của họ cũng rất là cương. Thế mà dần dần đạt được như thế này thì họ tâm huyết biết bao để mà đạt được những thỏa thuận làm sao nó có lợi cho đất nước. Nhưng mà nếu mà mình bên trong mình không chuyển được thì rốt cuộc công sức của họ trở thành vô nghĩa. Thậm chí có khi là nếu như chúng ta không thay đổi được thì sau này người ta lại còn trách cứ những người đàm phán là tại sao mang một cái hiệp định đó về cho Việt Nam để bao nhiêu sức ép lại dồn vào nền kinh tế của Việt Nam. Thì tôi nghĩ là rất cần thay đổi. Tôi thì nhìn câu hỏi là có gì bổ sung thì tôi bổ sung từ một cái góc độ tiếp cận khác, mặc dù văn bản chúng ta chưa có. Nhưng mà trên tinh thần của nó chúng ta biết rồi. Cũng có lần tôi phải trả lời câu hỏi là ai là người được lợi và ai là người mà phải lo lắng. Thì hôm nay được lợi tôi không nói nữa. Nhưng mà nếu là ai là người phải lo lắng thì những cái doanh nghiệp mà phải lo lắng là những cái doanh nghiệp mà một là những cái doanh nghiệp mà đã trong quá khứ và hiện nay đang được hưởng được những cái trợ cấp, đang được hưởng những cái chính sách mà ưu đãi. Những cái loại đó là phải vào tầm ngắm rồi, bởi vì TPP như ta nói là bây giờ
họ soi một cách cẩn thận với vấn đề sống còn của doanh nghiệp họ, và họ có quyền như chúng ta biết cái cơ chế kiện này, nó dễ hơn nhiều và nó thách thức là rất là lớn, kiện trực tiếp luôn cái nước thành viên này luôn, và cả cái quá trình đấy là công khai chứ không phải là một cách là theo như tôi chờ cái bản tóm tắt thì tôi hiểu là như vậy, có một ban bồi thẩm, có công khai, có ý kiến các hiệp hội của các tổ chức được quyền bình luận trực tiếp vào đó, tổ chức xã hội trực tiếp vào đấy. Như vậy thì rõ ràng là nếu những cái doanh nghiệp nào mà được hưởng lợi mà nó hưởng lợi một cách không minh bạch, không công bằng trong cái cơ chế thị trường thì dưới cái sức ép của TPP bây giờ ông phải chuyển, nếu không chuyển thì nhà nước muốn giúp ông cũng không thể giúp được nữa, không cái công cụ nó không còn nhiều nữa, cái cam kết đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai mà tôi nghĩ là cũng và vì vậy thì những cái xưa nay những cái chuyện đi đêm đấu thầu mua sắm chính phủ vân vân ấy thì rồi thì cũng có thể là chưa ai soi kỹ, bây giờ cơ hội chỉ có một mà ông cứ sân sau của ông là quân xanh quân đỏ, những cái tình trạng như thế là cũng rất dễ bị soi, thôi thì không đến mức là tin là hiệu quả sau một đêm là chúng ta có thể lập sạch được cái điều triệt tiêu được, nhưng mà cái xu hướng nó là như vậy, mà lúc xu hướng của cả 11 ông mà toàn những ông lớn vào nó đổ bộ vào đây thì mất cơ hội của nó đi mà lại làm ăn không song phẳng là ông chết, mà chết là những ông nói như ông Trương Đình Tuyển ông nói là doanh nghiệp lo cái lo của doanh nghiệp nhưng mà ông lo cái lo từ phía nhà nước, thì trong này tôi nghĩ là có cả ham cái ý đấy như vậy, đặc biệt là các quan chức ở địa phương rồi ở một số bộ ngành chưa không hiểu cái gì cứ làm theo kiểu là một mình một chợ không sợ gì đấy, thì kinh nghiệm của chúng ta đã có trong quá khứ đấy, một số vụ chúng ta đã có đấy về cả cái tranh chấp liên quan đến vấn đề khuyến khích và bảo hộ đầu tư, thì những cái nguy cơ không phải nguy cơ mà đó là những cái vụ kiện đã có hiện hữu ở đấy. Bây giờ đến cái nhóm mà lo lắng nữa thì tôi nghĩ là cái nhóm nào mà sản xuất nhỏ lẻ manh mún, mà những mặt hàng đó ngày xưa là do thuế xuất nhập khẩu nó còn cao, do cái điều kiện mà cạnh tranh đang còn thấp, thì cái nhóm đó cũng cần phải hết sức lo lắng. Và tôi nghĩ là hiện hữu là rõ rồi, nhìn cái gà ở Đông Nam Bộ đã từng là mấy ông nông trại mấy ông trang trại nuôi gà mà cũng đã phải liên kết lại để góp tiền với nhau đi kiện để xem thì có chồng bán phá giá hay không ấy, thì chúng ta đã nhìn thấy trước. Và có lẽ trong tương lai những cái mặt hàng như là thịt bò hay là như sữa hay là gà hay là lợn chẳng hạn, thì tôi nghĩ là sức ép ghê gầm. Hồi này chị Lan còn nói về các cái hiệp định khác nữa, thì chúng ta nhìn thấy TPP là chỉ nhìn thấy 11 ở cái chứ mà còn 40 mấy nước nữa của chúng ta ký các hiệp định đấy, mà hàng hóa cũng tương tự như vậy. Lợn của châu Âu bây giờ chắc là còn xếp hàng nằm chờ để chờ hiệp định có hiệu lực là xuất khẩu vào luôn. Và bây giờ là còn khoảng 100.000 cái đơn xin nhập cái xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam của các cái nhà sản xuất của châu Âu. Cho nên phải nói là tôi nói dùng một cái câu kiều là đường xa nghỉ nổi sau này mà kinh. Đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh. Vâng ạ. Và trước đó thì lại có một câu là âm ầm tiếng sống vây quanh ghế ngồi. 10 năm trước tôi đã nói về doanh nghiệp như thế rồi. Vâng. Khi hội nhập tôi đã đi, tôi nói là bây giờ đừng bình thản nữa, đừng ở nước đến chân mày nhảy. Kiều nó còn như thế, nó còn cảm nhận được, các vị nên cảm nhận. Hôm nay ngồi nói lại cũng là cảm nhận đấy, cho tôi đề tài nó làm cho tôi cảm thấy là cũng hơi buồn, là bởi vì mình nói mãi rồi nó vẫn thế. Rất nhiều những điều của ông Huỳnh nó đã lý giải được cho những cái câu hỏi mà doanh nghiệp gửi lên cho VTV đã. Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm một số những ý kiến của mình ạ? Không, tôi chỉ đồng ý với ý kiến của Huỳnh thôi. Vâng. Ra thì là như tôi nói ban đầu, doanh nghiệp vẫn phải chủ động, về mặt thông tin. Nói gì nói. Từ đó mình xây dựng những cái chiến lược cho mình cho nó phù hợp, cũng như cái kế hoạch của một kinh doanh của mình làm sao cho nó phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta ra nhập TPP thì không chỉ chúng ta cạnh tranh với những cái công ty trong cái cộng đồng TPP, mà những cái thách thức nó còn đến những cái nước ngoài TPP nữa. Thì khi đó họ tận dụng vào Việt Nam trong TPP thì họ sẽ đầu tư vào Việt Nam, và đầu tư vào Việt Nam vào những cái ngành hàng và cạnh tranh chính những doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đấy lại phải thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Cho nên tôi nghĩ là cái việc mà mình phải chủ động tiếp cận thông tin để mà điều chỉnh kịp thời cái chiến lược cũng như là kế hoạch kinh doanh của mỗi một doanh nghiệp ấy, là điều đó doanh nghiệp phải rất là khẩn trương để làm sao những cái cơ hội thì mình vẫn phải đón nhận một cách hết sức là bình tĩnh, và thách thức thì mình phải coi như những cái thách thức đó là cái động lực để doanh nghiệp cố gắng mà phát triển lên. Thì tôi nghĩ như vậy, mình tiếp cận như vậy thì các doanh nghiệp mới có thể tự tin để gia nhập trong cái TPP sắp tới. Chốt lại từ đầu đến cuối chương trình là tôi thấy doanh nghiệp đang rất chú trọng đến việc phải chủ động. Đúng là chính mình cũng phải chủ động. Tôi nghĩ đấy là một cái tinh thần rất là đáng quý. Cái vừa là sức ép mà vừa là cái hay của hội nhập, và đặc biệt là hội nhập chất lượng cao như TPP ấy, là ngoài cái phải thay đổi thể chế, ngoài cái áp lực đối với nhà nước ấy, thì
thì nó cũng chính là áp lực đối với doanh nghiệp. Và cái áp lực thường người ta nói một câu rất là hay, tức là với hội nhập, với TPP ấy, thì doanh nghiệp sẽ biết mình là người thắng thắng cuộc thật hay là thắng cuộc giả, hay là thua cuộc thật hay là thua cuộc giả. Thắng thật hay thua thật, thua giả thì đều là phải chấp nhận cái xu thế ấy, xu thế thị trường, minh bạch và đàng hoàng. Thưa các khách mời, chương trình đối thoại ngày hôm nay có những cái ý nghĩa và những cái mấu chốt rất là quan trọng đối với cả không chỉ các doanh nghiệp mà rất nhiều người quan tâm tới TPP ạ. Từ cái việc là thách thức của chúng ta bây giờ đó là phải tận dụng những cơ hội, đúng không? Thách thức lớn nhất là hiện nay, hay câu nói của ông Huỳnh tôi nghĩ là cũng rất là đọng lại và cũng là những tâm sự mà rất là nhiều người đang lo lắng. Tôi xin đọc lại là đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh ạ. Đúng không ạ? Vâng, thực sự là những điều đó làm cho chúng ta rất chăn trở. Và chúng tôi hy vọng là thông qua chương trình như thế này thì kể cả nhà nước cũng phải có những chăn trở để làm thế nào đấy mà những cái công sức của những người đi đàm phán có thể là giúp ích cho nền kinh tế cũng như doanh nghiệp. Và chính doanh nghiệp thì ngoài chủ động còn câu chuyện liên kết, đúng không ạ? Tôi nghĩ thực sự rất là quan trọng những cái tính liên kết ngày hôm nay chúng ta trao đổi làm thực sự là quan trọng đối với quá trình là hội nhập như thế này. Và tôi rất là cảm ơn các khách mời đã tâm huyết và đến với trường quay của đối thoại ngày hôm nay. Chúng tôi mong muốn là sau này nếu có thêm những diễn biến của TPP và có thêm những cái điều mà cần trao đổi với doanh nghiệp thì chúng tôi lại mời các khách mời đến đây và cùng với các chúng tôi chia sẻ thông tin cho khán giả của kênh truyền hình VTV ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website của kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.